Trong này là gọi là bước này xuống à. Chào mọi người nhé. À, hôm nay mình đi cưa cây này nha. Cây này đây nha anh em nhé. Bây giờ phải ra xe lối nha anh em. Xong cái này nha mọi người, lúc này cát quá này, hơi lụt sên, cát nhiều quá mình không đào gốc này, rất là đẹp luôn. Vừa xong cây này rồi mới thấy cái sên khác không, sên thiếu thì thấy. Được 10 mét mười là mười chứ. Wow, cái này có hai cái máy anh em, có hai cái máy mà này, đây một cái này. Đây là một ông thờ này diện trước này, đây là ông thờ này, ông thờ này diện sau. Chết hạt thì lấy chuối mới nướng sạch được, nó không chết. Vô mà lấy được một cái thôi. Siêu phẩm, siêu phẩm Đại Ngàn. Đấy anh em, công ty này là chuyên
thu mua củi gỗ cây rừng trồng nha anh em nhé. Đây công ty giám đốc này, giám đốc Hoàng Sơn gỗ rừng trồng nha anh em nha. Còn rừng tự nhiên không mua nhá, rừng tự nhiên sở ăn cơm nhà nước lắm. Đó tự nhiên vô cắt chứ cần mua nữa. phát biểu nghe ngon lành. Phát biểu của mấy con mù.